Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Trong cái lô hàng đợt này về thì cũng có 4 máy spin roi vàng. Đấy. Với cái đợt hàng trước là em hết sạch rồi. Đợt này về thì có 4 máy spin roi vàng, Shimano spin roi, Sup Apero spin roi SD30. Em này cũng sản xuất tại Malaysia anh em nhé, hàng chính hãng của Shimano. Bán tại thị trường Nhật luôn. Hàng sách tay 100%, công nghệ X-Ship. Mẫu đây em về 4 máy thì có 3 máy No 3, No 5, không có vỏ hộp. Thì có giá là 4,2 triệu. Còn máy Spinjoy Apero Spinjoy SD30 mà có nguyên vỏ hộp có giá là 4,4 triệu anh em nhé. Có giá 4,4 triệu. Chúng ta vào xem thông số cụ thể nó nhé. Chúng ta có cái vỏ hộp này chúng ta biết thông số cụ thể luôn. Đây, tỷ lệ chuyển động là 4.3:1, một vòng thu dây là 117,6 cm. Tốc độ thu dây rất là nhanh luôn anh em ạ. Lực tải max là 12 kg, với lực newton tương đương lực newton là 12 kg, trọng lượng là 510 g, 5 bạc đạn. Nhưng mà có 4 bạc công nghệ SARB cao cấp và bạc chống trượt. No 3 thì cước 2 vào 200m, 300m, cước 3 vào 200m, cước 4 vào 150m, còn bên này là rụp E nhé. Còn No 5 này, cước 4 vào 250m, cước 5 vào 200m và cước 6 vào 170m. Cái dòng máy này thì em bán rất nhiều rồi. Hàng đưa về thực sự là thường xuyên. Đợt này thì hàng nó hơi ít anh em ạ. Về có 4 máy thôi. Anh em nào có nhu cầu liên hệ gấp nha. Dòng này thì nó pha giữa màu trắng bạc, màu trắng kim loại và màu vàng. Nói chung màu khá là sáng sủa. Những dòng này thì nó trâu bò rất là khỏe. Tải rất là trâu bò. Thoát cước nhanh, thu cước nhanh. No 3, No 5 cũng tương đương với máy từ 6-7 ngàn cho đến 9 ngàn các bác nhá. Có 2 lô mà. Anh em thoải mái lựa chọn để đánh. Vì có 2 lô thì nó tiện cho các bác. Dòng này thì chức năng xả nhanh thì cao hơn cái dòng spin roi xanh. Cao hơn dòng spin roi xanh nhá. Đây là khóa chết anh em này. Dòng này em chỉ cần vặn nửa vòng lô là đã xả nhanh rồi. Như con spin roi xanh này các bác phải vặn đúng một vòng. Đây là khóa nhá. Các bác vặn đúng một vòng thì cái lô này mới xả. Mới có xả nhanh. Nhưng cái dòng spin roi vàng này nó cao cấp hơn. Thì chúng ta chỉ cần vặn nửa lô thôi là bắt đầu cái lô cước chúng ta bắt đầu đã xả ra rồi. Nhưng nó không xả hoàn toàn đột ngột như các dòng máy đời mới bây giờ ấy. Là vặn 1/4 vòng là nó xả phát nhanh luôn. Đấy, nó gọi là xả siêu nhanh. Còn đây là xả nhanh thôi. Đấy. Thế là trên những con máy này đều được áp dụng công nghệ đầy đủ. Mới nhất. Trọng lượng thì nhẹ hơn con spin roi xanh rất nhiều. Vì nguyên liệu làm con máy này nó cao cấp hơn. Con spin roi xanh thì là 570 g, mà con này chỉ có 510 g thôi, ít hơn 60 g là đã cả một vấn đề đấy. Một cỗ máy trâu bò bạo lực. Đấy, cối lông trục to đây cho anh em xem cốt luôn. Những dòng này nó ghi mắc đắc ở trên hộp máy là 12 cân, nhưng đấy là nực gò tĩnh anh em, gò tĩnh gò chết đấy. Đấy, có nghĩa là anh em không mở máy ra. Còn đây, còn nếu mà dòng bình thường, những dòng này dòng cá 20 cân, không có vấn đề gì cả. Đấy, thoải mái luôn. Đấy, cốt rất là to. Đây là vòng chống rối cước anh em này. Cốt cực to luôn. Những dòng này nó cốt to lắm vì nó là dòng máy câu biển mà. Nhưng mà nó lại phù hợp với bộ môn câu lục của chúng ta. Mà nhất là những bộ môn câu lục xa bờ. Đấy, cần phải thu dây nhanh, thoát cước nhanh. Thì những dòng này nó cối lông này đánh rất là ok.
Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhé, số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video nhé. 3 máy không có vỏ hộp là 4 triệu 2 nhá, còn một máy có vỏ hộp là 4 triệu 4. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhé, số lượng có ít, rất là hạn chế. Nói chung là các bác đầu tư một con máy trên 3 triệu đánh quá đỉnh rồi, không phải năn tăn gì cả, dùng trọn đời. Nói chung các bác đánh những con trên 3 triệu này dùng đến trọn đời đấy. Đấy, thậm chí là sau này không thích có thể là nhượng lại cho các bác khác để mình lên mẫu đời máy cao hơn. Đấy, nó rất là thoải mái, đánh chán đánh chê rồi mà vẫn còn nhượng lại vẫn có tiền. Đấy. Thì nói thật là các bác là chỉ có đầu tư vào những dòng máy trung cấp trở lên, từ 3 triệu trở lên thì mới có đẳng cấp như vậy. Đấy, cảm ơn các bác theo dõi video nha.